Khánh Linh đến từ thành phố Thái Nguyên. Gần một tháng nay, rời bỏ phố thị ồn ào, Linh lên với vùng cao Bát Sát, lựa chọn một homestay yên tĩnh, vừa nghỉ dưỡng, vừa làm công việc online. Em cũng có cái đam mê là muốn đi du lịch và khám phá những cái vùng đất mới. Đồng thời là em cũng muốn được gặp gỡ những người con người mới á. Thì em cũng muốn là đi tham quan các nơi ở Việt Nam và có thêm những cái trải nghiệm. Còn với chàng thanh niên này, câu chuyện rời phố lên rừng là ước mơ khởi nghiệp gắn với những hoài bão của tuổi trẻ. Từng làm hướng dẫn viên du lịch và nhiều công việc khác tại Hà Nội, Nguyễn Văn Dương đã quen với cuộc sống vội vã, ồn ào, khác hẳn với nhịp sống ở nơi mà anh cất công xây dựng một homestay của riêng mình. Bỏ phố lên đây, tên gọi mà Nguyễn Văn Dương đã đặt cho homestay của mình là cách chàng trai trẻ quyết tâm khám phá giới hạn bản thân giữa một môi trường sống hoàn toàn mới để theo đuổi đam mê. Đầu tiên cái tên đó nó phù hợp với em, là đúng nghĩa là em bỏ phố để lên đây làm việc. Thứ hai nữa là cái tên đó cũng nó đúng với mọi người. Nếu mà mọi người khách du lịch đến đây thì đúng là bỏ phố lên đây. Em cũng mong muốn nó tạo ra một cái không gian để cho mọi người kiểu thảnh thơi, thư giãn, bỏ đi những cái chật chội, những cái stress trong công việc, trong cuộc sống ở dưới thành phố. Lên đây thoải mái nhất có thể. Rời phố lên bản hay rời phố về quê giờ không còn là xu hướng dành cho những người có tuổi, những người về hưu muốn hưởng thụ cuộc sống tĩnh lặng. Đây còn là trào lưu của không ít người trẻ ưa xê dịch, thích khám phá, thử thách bản thân. Đặc biệt sau dịch Covid-19, ngày càng có nhiều các bạn trẻ của Lào Cai rời thành phố về bản để lập nghiệp. Họ cũng chủ động nhận diện những thách thức khó khăn mình sẽ phải đối mặt. Khi mà mình có khả năng ấy, thì em muốn là mình sẽ phải tự làm hơn là mình đi làm thuê ở ngoài kia. Mình vẫn làm và vẫn có thu nhập và vẫn được sống một cuộc sống bình yên và sống một cuộc sống theo như mong muốn của mình và những cái ý tưởng, cái ngôi nhà đấy làm lên từ ý tưởng của mình. Dù đi trải nghiệm, khám phá hay hành trình lập nghiệp, rời phố lên rừng không phải là sự lựa chọn ngắn hạn, thích thì làm, không thì bỏ. Để trào lưu này trở thành lối sống tích cực, các bạn trẻ cần ý thức rõ sự dịch chuyển sẽ luôn tồn tại cả cơ hội cùng thách thức. Lối sống hiện đại tiếp nhận những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng có thể được áp dụng, góp phần đánh thức những miền đất còn hoang sơ, đồng thời đánh thức cả nhiệt huyết, sự năng động, bản lĩnh của một thế hệ ưa khám phá, tự tin trước mọi hoàn cảnh.